맞나? 토끼야, 제 토끼. 아이고. 东莞嘛，安稳在哪？东莞安稳在哪？啊，安稳在哪？得放心。得放心，得放心。Tất khi mà chỗ này thuộc về mình đi lại để ở là thuộc một cái thành phố rồi. Giờ không biết mình quay đâu nữa. Đi nãy giờ mỏi quá đi. Giờ kiếm cái chỗ nào mà ăn coi. Bánh đó, đó cả nhà. Tối qua mình cũng mua bánh mẹt đó. Bánh ngon không ạ cả nhà? Không. À. Bánh dừa nè. Bánh nè đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Thank you.
차 못 다니게 돼 있어.